Xin kính chào và mời quý vị các bạn theo dõi chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tha Nguyên. Trong chương trình hôm nay sẽ gồm có một số nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 6 năm 2019, huyện Tha Nguyên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 110 năm thành lập huyện, 15 năm chia tách sáp nhập về tỉnh Lai Châu, 10 năm chia tách huyện. Tới dự có đồng chí Hoàng Hữu An, Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tha Nguyên và Tân Uyên. Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, anh hùng lực lượng vũ trang, bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các tập thể cá nhân gương điển hình tiêu biểu có nhiều thành tích trên địa bàn huyện. Kể từ khi thành lập Châu Tha Nguyên ngày 28 tháng 6 năm 1909 thuộc tỉnh Lai Châu, trải qua chiều dài lịch sử, các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ sau nhiều lần chia tách, sáp nhập với những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ cách mạng, phấn đấu xây dựng và trưởng thành với 17 kỳ đại hội. Đến nay, huyện Tha Nguyên đã có bước phát triển vượt bậc. Năm 2018, Tha Nguyên ra khỏi huyện nghèo. Sản xuất nông nghiệp chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, đã xây dựng thành công thương hiệu lúa sánh củ chất lượng cao. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh. Thu ngân sách đạt 53 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 6% một năm. Công tác xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh thực hiện, đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Sự nghiệp giáo dục đào tạo được ưu tiên quan tâm, đến nay có 23 trên 39 trường đạt chuẩn quốc gia, 12 trên 12 xã thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, quốc phòng an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong những năm tiếp theo, huyện Tha Nguyên tiếp tục tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phấn đấu xây dựng huyện Tha Nguyên ngày một văn minh, giàu đẹp. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng 17 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của huyện năm 2019. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tha Nguyên và Tân Uyên, các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện đã dâng hương tại nhà văn hóa Bàn Lướt và viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện Tha Nguyên. Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Hội cựu thanh niên xung phong huyện đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội cựu thanh niên xung phong huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự đại hội có đồng chí Đào Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh, đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Hiện nay, Hội cựu thanh niên xung phong huyện có 5 chi hội với tổng số 46 hội viên. Nét nổi bật của Hội cựu thanh niên xung phong trong huyện trong nhiệm kỳ qua là tập trung đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giáo dục truyền thống cách mạng gắn với việc triển khai thực hiện phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi. Thực hiện tốt hoạt động nghĩa tình đồng đội, công tác đền ơn đáp nghĩa, kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình hội viên, tổ chức mừng thọ cho hội viên cao tuổi, đã thăm hỏi, động viên cho 25 hội viên khi ốm đau và tặng hơn 100 xuất quà của hội các cấp cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán đến các hội viên, hỗ trợ nhà ở cho 3 hội viên. Đặc biệt trong năm 2018 đã phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện, Đoàn Thanh niên Công ty Huệ Quảng Bản Chát và Phòng Lao động Thương binh xã hội huyện hỗ trợ 60 triệu đồng cho hội viên Trần Thị Vui ở bản Cẩm Trung 2, Mường Than, hỗ trợ 50 triệu đồng cho hội viên Phạm Văn Giáo ở bản Cẩm Trung 4, Mường Than, đã quyên góp ủng hộ xây nhà nghĩa tình đồng đội. Với khẩu hiệu hành động, phát huy truyền thống anh hùng, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Tha Nguyên đoàn kết, trách nhiệm, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, xây dựng hội vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương phát triển toàn diện. Nhiệm kỳ 2019-2024, hội tiếp tục thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm như phấn đấu kết nạp vào tổ chức hội 10 hội viên mới, đảm bảo chính sách 100% cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đào Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện đã đạt được. Đồng thời mong rằng trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ hội viên cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, chủ động phối kết hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên và các ngành chức năng tiến hành tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Phát huy nghĩa cử cao đẹp, cùng nhau chung sức chung lòng, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ người có công trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đào Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đại hội và trao quà kỷ niệm cho các hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện. Đại hội đã hiệp thương bầu 7 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Đỗ Thị Phú được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024 và hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Lai Châu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại đại hội đã có 2 tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2014-2019. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 6, đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư Huyện ủy và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà động viên bà Phà Thị Dầu ở bản Nậm Vai, xã Phúc Than nhân ngày gia đình lập lại bàn thờ tổ tiên. Gia đình bà Phà Thị Dầu ở bản Nậm Vai thuộc diện khó khăn, chồng chết đã lâu, hiện nay bà sống cùng 3 người con. Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, bà con hàng xóm, cuộc sống gia đình bà đã được cải thiện, ổn định. Thể hiện lòng tôn kính tổ tiên, bà đã lập lại bàn thờ của gia đình trong sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong bản. Được biết, xã Phúc Than có nhiều gia đình dân tộc Mông lập lại bàn thờ tổ tiên theo đúng phong tục, tập quán của dân tộc mình. Các hộ gia đình hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của địa phương, thực hiện nếp sống văn hóa mới, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng bản làng ngày một phát triển. Chiều ngày 24 tháng 6 năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào các văn bản dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Kiện toàn Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Lò Hải Ươi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các thành viên Ban tư vấn phản biện xã hội và đại diện các đoàn thể của huyện đã tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân huyện. Đa số các đại biểu đều nhất trí với các dự thảo, nghị quyết đề ra. Một số đại biểu cho rằng việc đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2019 nên có số liệu cụ thể để so sánh với năm 2018. Công tác truyền thanh truyền hình cần đầu tư nâng cấp thiết bị nhằm phục vụ tốt hơn chất lượng phát sóng, điều chỉnh, bổ sung thêm một số giải pháp nhằm giữ gìn cảnh quan đô thị, sáng, xanh, sạch đẹp, không nên đưa 2 nội dung cấp thẻ bảo hiểm xã hội và công tác làm hồ sơ cai nghiện ma túy vào một nội dung. Ngày 26 tháng 6, tại huyện Than Uyên, Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án Nhân dân 2 cấp tỉnh và huyện. Rút kinh nghiệm, trao đổi một số vướng mắc trong công tác xét xử các loại vụ án 6 tháng đầu năm 2019. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, lãnh đạo cán bộ công chức, người lao động Tòa án Nhân dân các huyện, thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, công tác Tòa án 2 cấp tỉnh và huyện đã cố gắng nỗ lực với tinh thần và trách nhiệm cao, hoàn thành tốt các mặt công tác. Tòa án Nhân dân 2 cấp trong tỉnh đã thụ lý 581 vụ việc các loại, đã giải quyết 421 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết 72%. Xét xử 12 vụ án tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư, các xã biên giới, nơi thường xuyên xảy ra tội phạm. Phối hợp với Viện Kiểm sát cung cấp tổ chức được 35 phiên tòa rút kinh nghiệm. Bên cạnh việc hoàn thành công tác xét xử, 6 tháng đầu năm, các mặt công tác khác của Tòa án 2 cấp tỉnh Lai Châu đã được triển khai thực hiện và đạt những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, thẩm phán được nâng lên cả về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là công tác giải quyết, xét xử các vụ án.
việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính, chính quyền địa phương để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hội đồng thi đua khen thưởng Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề Cán bộ công chức và người lao động Tòa án Nhân dân hai cấp trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua. 6 tháng cuối năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Trung ương, Tòa án Nhân dân tối cao, tỉnh ủy về cải cách tư pháp, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Than Uyên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.